người Nhật ấy thì là họ quan niệm là ở trong nhà vệ sinh của họ có một vị thần mọi người. Những điều thú vị ở Nhật Bản phần 1, bồn cầu ở Nhật. Khi mà mình đến Nhật Bản lần đầu tiên ấy mọi người, mình có một cái kỷ niệm rất là khó đỡ với cả cái bồn cầu này mọi người. Đấy là lúc mà mình đặt chân xuống sân bay Narita của Tokyo ở Nhật Bản ấy, thì mình với con em mình hai đứa buồn đi vệ sinh nên bọn mình đi tìm, tất nhiên là bọn mình phải đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn rồi. Thế nhưng mà khổ cái là ở Nhật Bản nó bồn cầu nó không như ở Việt Nam mình mọi người. Ở bồn cầu ở đây nó nhiều chức năng, nhiều nút bấm lắm, đây này mọi người nhìn đây này. Đấy. Kiểu thế. Thế là hai đứa mình mỗi đứa vào một buồng phòng vệ sinh. Thế xong rồi mình cũng đi vệ sinh xong thì mình tìm cái chỗ để mình xả cái nút, mình nghĩ là có cái nút cần gạt các thứ. Nhưng mà ở cái sân bay Narita đấy nó hiện đại quá mọi người. Nó không có cái nút nào cả mà nó nhiều cái nút như thế này này. Đấy. Mà nói chung là hồi mới sang Nhật thì vừa bước xuống chân xuống Nhật mà tiếng Nhật thì lại không ra gì các bạn. Tiếng Nhật thì không ra gì mà không đọc được các thứ. Thế là mình bấm tùm lum tè le luôn thì nó ra các nút rồi nó ra nước nó bắn lên các kiểu nhưng mà vẫn không thể nào xả xuống được. Thế là mình đi ra mình hỏi con em thì con em mình nó cũng không biết mọi người. Thế là hai đứa bảo bây giờ làm thế nào thì cuối cùng là xin lỗi Nhật Bản nhưng mà bọn mình đi ra và bọn mình không xả nước luôn mọi người. Đấy là cái kỷ niệm đầu tiên mà khi mà bọn mình đến Nhật thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người là tại sao mình thấy cái bồn cầu này ở Nhật nó thú vị. Tại vì là nó rất là hiện đại và nó rất là, nói chung là nó rất là thần kỳ mọi người. Nếu mà mình được về Việt Nam thì mình cái thứ mà mình muốn vác về Việt Nam nhất chính là cái này chứ không phải là cái gì khác đâu mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người xem cái bồn cầu của nhà mình mọi người. Đấy thì là đây là bồn cầu của hãng Toto nha mọi người. Đấy. Nhật thì có rất là nhiều hãng bồn cầu nhưng mà mình nghĩ là Toto thì rất là nổi tiếng rồi, nổi tiếng trên cả thế giới rồi, nổi tiếng ở Việt Nam nữa đấy. Thì đây, đây cái điều thú vị của nó là cái này mọi người. Đấy cái nó có cái bảng điều khiển này, nó có cái đây cái này là cái dây để nó cắm vào thì cái bảng điều khiển này nó sẽ hoạt động. Đấy mình cắm cái dây vào thì cái bồn này là cái nắp bệ này nó sẽ ấm mọi người. Mình đặt đít lên ấy, vào mùa đông giá lạnh thì con tim mình băng giá nhưng mà đít mình sẽ không bị băng giá đâu mọi người. Đấy. Thế rồi còn ở đây nó có rất là nhiều cái nút bấm nhá. Nào là nút nút rửa, chỗ này là rửa đít này. Rồi là rửa mông này, đấy. Rồi là rửa các kiểu này. Rồi là nó có cả cái vòi xịt này mọi người. Đây mình cho mọi người xem nó có cái vòi xịt nhá. Đấy, đấy thần kỳ không mọi người. Đấy, nó có cái vòi xịt này này đấy. Khi mà mình đi xong thì là mình sẽ rửa luôn, mình không cần phải gì cả. Đấy, rất là thần kỳ đúng không? Đấy, đến lúc mà ở Nhật được thêm một thời gian ấy thì là mình đi đến các trung tâm thương mại hoặc đi đến những cái khu vui chơi hay là những cái chỗ khác mà mình sử dụng nhà vệ sinh công cộng của Nhật ấy thì mình cũng ố á luôn mọi người. Tại vì là bên này họ thiết kế nhà vệ sinh như kiểu là một cái chỗ rất là lý tưởng. Cái nó có gương này, có cửa này, rồi là có chỗ để mình trang điểm này, có chỗ để xoay gương này, rồi là có chỗ để cho em bé ngồi này, rồi là ở trong nhà vệ sinh nhiều chỗ mà người ta có những cái hệ thống vệ sinh hiện đại ấy. Nhà vệ sinh hiện đại nó còn có cả âm nhạc cái để cho mình đi vệ sinh, thì nếu mà có âm nhạc thì nó sẽ kiểu như là thế nào nhỉ, mình sẽ không bị xấu hổ ấy khi mà mình đi ra những cái tiếng kỳ lạ như thế. Hay thậm chí có những cái nhà vệ sinh nó còn có nút cảm ứng này, rồi có cả cái điều khiển từ xa ấy, mọi người. Mình cũng không hiểu là tại sao lại có điều khiển từ xa luôn ấy. Mà trong khi mình ngồi ở trên bồn cầu thì cần gì phải điều khiển từ xa hả mọi người. Đấy rồi là nút này nút kia, nói chung là rất là nhiều chức năng. Thậm chí là hình như có nhà vệ sinh người ta còn có cả màn hình tivi ở bên trong để mình vừa đi vệ sinh vừa giải trí hay sao ấy. Nhưng người Nhật ấy thì là họ quan niệm là ở trong nhà vệ sinh của họ có một vị thần mọi người. Không biết là vị thần có đứng quanh đây không nhưng mà nói chung là họ quan niệm là ở trong nhà vệ sinh thì có một vị thần và cái vị thần đấy thì sẽ luôn luôn giữ cho cái nhà vệ sinh của mình sạch sẽ. Thế nên là mình cũng phải tôn trọng cái vị thần đấy và mình thường xuyên phải lau chùi rồi dọn dẹp để cho cái nhà vệ sinh của mình nó sạch rồi nó đi vệ sinh cho nó sướng mọi người kiểu thế. Thế nên là mình thấy là cái này nó cũng rất là hay. Ok thì hôm nay thực ra là mình bí tưởng hay là mình cũng không biết làm cái gì, mình lại ngồi mình review về cái bồn cầu nhà mình mọi người. Nên là mọi người
Cảm thấy video của mình hay thì cho mình một like, một share, một subscribe hay là comment ở dưới cho mình các ý tưởng để lần sau mình có thể có ý tưởng hay hơn để làm video cho mọi người xem về cuộc sống Nhật Bản nhé. Ok, xin chào, thank you tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Bye bye!